Xin kính chào các bạn quý vị, và hiện tại thì chúng ta thấy gia đình nào sẽ có ít nhất một cái TV. Nếu có điều kiện thì có khoảng 10 đến 20 cái để từ nhà vệ sinh cho đến nhà bếp. TV bây giờ không phải chỉ để xem các kênh truyền hình, để xem các bộ phim drama bình thường nữa, mà nó còn là một thiết bị giải trí tất cả trong một. Và để làm được điều này, nếu ta không muốn bỏ ra một số tiền để mua Smart TV thì Smart Box là một sự lựa chọn quá tuyệt vời. Nó giúp các bạn tiết kiệm được rất nhiều thứ, và hôm nay mình sẽ review về chiếc VNPT Smart Box là một sản phẩm của thương hiệu Việt Nam. Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, vậy thì nó sẽ có gì hay và các bạn có nên lựa chọn nó hay không? Cái điều đầu tiên là Smart Box này là phiên bản 2 rồi đấy. Phiên bản 1 đã được review từ thời Napoleon đánh Cologne mà không ăn tiền với mình cơ. Và các bạn có thể thấy sản phẩm này có thiết kế nó không thay đổi nhiều. Mặt trước là cái đèn để thông báo trạng thái, bên phải là khe thẻ nhớ này, cổng USB để các bạn cắm bộ nhớ hay là cắm chuột bàn phím vào. Nó có cái thiết kế rất nhỏ gọn với tông màu trắng, có một cái hay là khoảng cách của cái đế rất là vừa phải để hoạt động tản nhiệt. Sử dụng lâu khoảng 4 đến 8 tiếng nó cũng không bị quá nóng. Thì nếu mọi người không tin có thể lên mạng tham khảo thêm, bởi vì sản phẩm này được bán ở một thời gian rất là lâu rồi, chứ không phải là vừa ra mắt mà mình có thể lên mạng xem lon được. Ở trong hộp sẽ đi kèm điều khiển từ xa cũng giống điều khiển TV, nó điều khiển cả TV hoặc là điều khiển Smart Box luôn. Chúng ta có thêm một con chuột, và nếu mà các bạn muốn sử dụng cái Smart Box này một cách tốt nhất thì nên dùng chuột, bởi vì là lúc chúng ta di chuyển chuột mọi thứ rất là tiện, thay vì phải bấm từ phía một khá là mất thời gian như trên điều khiển từ xa. Giao diện chính của cái VNPT Smart Box của chúng ta thì bao gồm là 8 ứng dụng độc quyền. Smart Box 2 này thì hoàn toàn sạch sẽ quảng cáo của bên thứ ba, rất là an toàn, không khiến các bạn bị sao nhãng trong quá trình sử dụng. Các dòng Android Box trên thị trường phần lớn là phục vụ giải trí. Tuy nhiên, Smart Box 2 thì cũng sẽ có cái này chứ, vì nó là một cái điều như kiểu là mua xôi thì chắc chắn là phải tặng kèm lạc rồi. Và cái này thì còn bonus thêm các bạn, đó là tập trung vào tính giáo dục trên thiết bị. Và điều đó chứng minh bởi các ứng dụng học tập được cài sẵn cho trẻ con, phù hợp lứa tuổi từ mầm non cho đến tiểu học. Và các bạn sẽ thấy là ngay cả những bạn nhỏ mà ở nhà khi được sử dụng thiết bị này thì bố mẹ hoàn toàn yên tâm là để cho con có thể học và giải trí song song, vừa chơi vừa học mà chơi. Bên cạnh đấy, người cao tuổi và phụ huynh là một trong những đối tượng mà sản phẩm này hướng tới. Người cao tuổi có các phần mềm như là tập yoga, mẹ mình rất phù hợp với cái này, bài cúng cổ truyền rồi xem tử vi. Truyền hình trên Smart Box 2 là truyền hình bản quyền, mình xin nhấn mạnh là truyền hình bản quyền. Với cái gói cao cấp thì chúng ta có thể xem lên tới hơn 115 kênh. Rất nhiều kênh quốc tế xem được độ phân giải HD như là Fox Movie, là một kênh chuyên về phim này. Đó, các bạn có thể tham khảo thêm list kênh, nó sẽ update liên tục cho mọi người. Mục xem lại, chúng ta có thể coi các nội dung trong vòng 7 ngày. Mình thấy cả các trận bóng đá này, rồi kênh nước ngoài như Cinema World, National Geographic hay là Thế giới động vật, nơi mà mình rất hay thấy Trung Anh ở trên đấy, cùng với một bầy đàn của nó đen xì. Và có thể tua đi tua lại này các bạn muốn. Về truyền hình thì đáp ứng đầy đủ các kênh HD và xem lại được rồi. Về phim thì sẽ nhắm tới các đối tượng là bạn trẻ, kho phim giao diện rất là dễ. Các bạn có thể thấy là nó chia ra các thể loại yêu thích như là các bạn chọn một bộ phim này, sau đó các bạn bấm vào xem, và khi xem mà nó tải phim rồi có thể chọn được độ phân giải tùy mạng internet, bao gồm HD, HD Plus, SD hay là mobile tùy vào nguồn phim. Radio cũng là một tính năng đặc biệt cũng hướng tới gia đình, bởi vì bản thân mình thì không bao giờ nghe, nhưng mẹ mình thì ngày nào cũng nghe, và các cụ có thể chỉnh kênh radio đúng theo cái sở thích của mình. Nó chia ra các mục như là Phật học này, lịch sử hay chuyện cười. Mẹ mình sẽ cần rất hay nghe chuyện cười, bởi vì mẹ mình khi kể chuyện cười thì rất là thiếu muối. Chúng ta có các clip được tổng hợp từ các game show quảng cáo, đặc biệt là nhà nào có cháu nhỏ như nhà mình ấy, có hai đứa cháu mỗi khi ăn là bắt đầu phải mở quảng cáo lên cùng giọng thôi. Và các bạn thì mở cái này cho con cháu để mà xem mà nó ăn, chứ còn nếu không mà cắm mặt vào cái điện thoại bé tí thì rất là hại cho mắt. Một trong những tính năng mà nhiều người yêu thích trong gia đình đó là karaoke mà không kèm tai vị. Các bạn sẽ hát vào mic bên ngoài chứ không thể hát vào trong điều khiển hay là hát vào trong TV được. Chúng ta sẽ cần một chiếc Smart Box, bởi vì nó kết nối internet. Với chiếc Smart Box này có thể thậm chí phát wifi ra cũng được. Và đây cũng là một cái điểm lợi thế cho nó, để cho các bạn mà có mạng dây ấy, các bạn sẽ không cần cục phát wifi trong phòng mình nữa. Nó có thể phát ra để cho các thiết bị smartphone khác kết nối vào, rất là tiện lợi. Ngoài ra thì tốc độ phản hồi của ứng dụng này là một trong những cái điểm yếu của nó, khi mà cái giao diện của nó chưa thực sự nhanh và tối ưu nhất. Đây là một trong những cái mình thấy khá là đáng tiếc. Nhưng có cái hay là VNPT dành nguyên cả một cái ô rất là lớn để thông báo dịch vụ cập nhật phần mềm, các chương trình về mùa World Cup, và đừng quên là nó chạy Android nên kho ứng dụng Play Store. Các bạn có thể tải về các trò chơi trẻ con hay chơi ở nhà như Angry Birds này, rồi có thể xem các phần mềm update mới như FPT Play, MX Video, xem video cắm từ USB, vân vân. Như vậy, qua cái video hôm nay thì mình chia sẻ các bạn một chiếc Smart Box để trang bị cho TV tại nhà, mà hướng đến rất nhiều là các cái gia đình. Bởi vì sao? Nó tập trung cho chúng ta về phần giải trí. VNPT Smart Box cho các bạn một cái kho về truyền hình bản quyền này, và các bạn thì xem lại rồi xem phim online, các bạn chơi game là lẽ đương nhiên. Nhưng nó hướng đến gia đình bởi vì phục vụ cho được cả trẻ con ở nhà, có thể vừa học vừa chơi, tập trung về giáo dục cao, hay là để cho các cụ ở nhà có thể nghe radio theo các thể loại yêu thích, rồi cũng như là tập yoga vân vân.
Nên nếu mà các bạn đã đang và sống cùng với gia đình của mình thì có thể lựa chọn, chứ không nói đến các bạn đang sống độc thân mà các bạn trẻ mà phần lớn là không dành thời gian để xem TV mà chỉ lên mạng chơi game thì có lẽ nó sẽ không phải là sự lựa chọn hàng đầu. Nhưng ai đã có chồng có con rồi, như mình đã có cả chồng và hai con, thì rất là cần thiết. Và các bạn đừng quên, sản phẩm này là sản phẩm chính hãng, bảo hành trong vòng 1 năm, hỗ trợ cho các bạn bảo hành về phần mềm là trọn đời. Toàn bộ các chương trình khuyến mại các bạn xem trên banner hoặc truy cập vào phần mô tả link bên dưới để xem cụ thể hơn. Thì nhân dịp sắp tới là các ngày lễ như là cựu chiến binh rồi ngày thương binh liệt sĩ, các bạn thể mua tặng gia đình vui vẻ cũng được. Và các bạn thấy thích đừng quên like, share, bè. Hẹn gặp lại các bạn các video lần sau.